Mới đây, cư dân mạng lại được dịp đứng ngồi không yên khi hai trai đẹp của 4 năm, hai chàng một tình yêu tái ngộ nhau, kèn cửa nhan sắc cực phẩm trong cùng một khung hình. Cụ thể, ngày 3 tháng 4, Harilu đã đăng tải hình ảnh chụp cùng với anh Tú, cho thấy cả hai đã gặp mặt sau 8 năm tham gia dự án phim chung. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Harilu và anh Tú diện trang phục đơn giản, năng động, Kai thoải mái ôm eo, dựa vai và dành cho nhau những nụ cười rạng rỡ. Kai thường xuyên tương tác, bình luận, like ảnh nhau trên mạng, cũng như thoải mái trêu đùa, ôm ấp và thân mật với nhau trong các hoạt động. Ngay sau khi Harilu đăng tải những hình ảnh này, cộng đồng mạng đã ngay lập tức xôn xao chuyển tay nhau về sự hội ngộ gấp đôi visual, trai đẹp tràn màn hình khiến chị em phấn khích. Sở dĩ thời gian vừa qua, các trích đoạn của Harilu trong phim 4 năm hai chàng một tình yêu bất ngờ viral trở lại trên khắp các nền tảng mạng xã hội. Sự xuất hiện trở lại của chàng nam thần V-beat một thời đã khiến bộ phim ra rạp năm 2016 một lần nữa nhận được sự quan tâm của khán giả. 4 năm hai chàng một tình yêu là câu chuyện về tình yêu tuổi học trò mang màu sắc ngôn tình thanh xuân vườn trường. Bên cạnh motif phim chiếm được tình cảm của khán giả, thì một trong những lý do khiến bộ phim gây sốt thời điểm đó chính là bộ ba diễn viên trai xinh gái đẹp Harilu, Mizu, Anh Tú. Sau 8 năm lên sóng, cuộc sống hiện tại của các diễn viên vẫn thu hút quan tâm từ công chúng. Một năm sau khi phim 4 năm hai chàng một tình yêu lên sóng, Harilu gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương nặng vùng đầu. Thời điểm đó, nam diễn viên phải phẫu thuật 20 lần, thê thảm đến mức mẹ ruột không nhận ra. Sau nhiều nỗ lực chữa trị, anh dần khôi phục sức khỏe và tâm lý. Trong một chương trình, Harilu từng chia sẻ bản thân rất buồn vì nhận những lời bình luận tiêu cực từ khán giả về ngoại hình sau tai nạn. Song bên cạnh đó vẫn có sự động viên giúp anh vượt qua giai đoạn khó khăn. Thậm chí đã từng có lúc Harilu nghĩ đến việc khép lại sự nghiệp diễn viên để bắt đầu một cuộc sống khác, đi làm nhân viên tại nhà máy. Nhưng rồi trong thời gian dịch Covid-19, nam diễn viên lại tìm thấy cơ hội với nghệ thuật ở Đài Loan. Anh tham gia một số web drama và đóng quảng cáo cho các nhãn hàng. Harilu cũng đã trở lại với phim ảnh thông qua dự án phim 2049 do Đài Loan sản xuất và phim điện ảnh Thật tuyệt vời khi ở bên em. Trái ngược với sự chậm lại của Harilu, anh Tú lại ngày càng lên như diều gặp gió ở cả sự nghiệp lẫn cuộc sống cá nhân. Sau 4 năm hai chàng một tình yêu, anh Tú liên tục có vai diễn trong các sitcom, phim điện ảnh, phim truyền hình như Gia đình là số 1, Chị 13, Cua lại vợ bầu, Siêu lừa gặp siêu lầy. Năm 2022, anh Tú kết hôn với Diệu Nhi, hôn lễ cả hai quy tụ dàn sao đình đám của V-beat, được khán giả nhiệt tình chúc mừng. Nam diễn viên không ngại thừa nhận danh tiếng và sự nghiệp của anh phát triển hơn kể từ khi lập gia đình. Bên cạnh diễn xuất, anh Tú gần đây còn gây sốt khi xuất hiện tại các sự kiện thời trang trong nước và quốc tế, kể cả khi đó sát bên những sao nam quốc tế như Suho của EXO, Lâm Bách Hoành, Đài Loan, Ob Jumpon của Thái Lan, thì visual của ông xã Diệu Nhi vẫn được khen ngợi tỏa sáng không chút kém cạnh trong khung hình. Trước khi tái ngộ ở anh Tú, Harilu cũng khiến dân tình bấn loạn khi chia sẻ những khoảnh khắc hẹn hò với cô cưng Mizu. Việc cả ba diễn viên chính phim thường xuyên gặp mặt như thế này khiến khán giả không ngừng tưởng tượng sự ra đời của phần 2 trong tương lai gần.